Loài người chúng ta với tổ tiên là chủng loài Homo sapiens mới chỉ tồn tại một khoảng thời gian rất ngắn trên hành tinh này. Khi những người tổ tiên của loài người hiện đại lần đầu xuất hiện trên trái đất khoảng 300.000 năm trước đây, họ đã không đơn độc. Các nghiên cứu cho thấy có tới 21 loài người từng tồn tại trong suốt hành trình lịch sử dài đằng đẵng. Và thời điểm người Homo sapiens xuất hiện đã có khoảng 9 loài người sơ khai cùng tồn tại trên hành tinh này. Tuy nhiên, theo thời gian, chỉ còn đúng tổ tiên của chúng ta, loài Homo sapiens còn có thể bám trụ và tiến hóa cho đến ngày nay. Chúng ta đã từng trải qua những cuộc cạnh tranh để chống chọi lại sự chọn lọc của tự nhiên, trong đó sự cạnh tranh với chủng người Neanderthal, một chủng tộc được coi là siêu nhân, với thân hình vạm vỡ, khỏe mạnh và có trí tuệ vượt trội hơn chúng ta đã đe dọa đến sự tồn tại của người Homo sapiens. Tuy nhiên, trong một thời gian sau đó, người Homo sapiens đã đánh bại chính người anh em của mình trong cuộc chiến của sự tiến hóa để trở thành giống nòi độc nhất trên trái đất. Xuyên suốt hai thế kỷ vừa qua trải dài từ Đại Tây Dương cho đến vùng Siberia, những nghiên cứu khám phá từ những nhà khảo cổ học đã dần vén bức màn bí ẩn về người Neanderthal. Người đầu tiên phát hiện ra những dấu tích của người Neanderthal là Philippe Charles Smalling, một nhà tự nhiên học người Hà Lan. Nhà tự nhiên học người Hà Lan này cho rằng hộp sọ hóa thạch của người Neanderthal có cấu trúc theo kiểu sọ của loài linh trưởng. Cái tên Neanderthal được đặt theo thung lũng Neanderthal của Đức, nơi họ tìm ra những bộ xương đầu tiên của chủng người này. Sau đó, các nhà khảo cổ học, các nhà khoa học với những nghiên cứu của mình đã tìm thấy sự xuất hiện của những di cốt của chủng người này, kéo dài từ bờ biển Đại Tây Dương, từ châu Âu cho đến khu vực trung tâm của châu Á. Họ xuất hiện từ khoảng 430.000 năm cho đến 40.000 năm trước đây, trước khi biến mất một cách đầy bí ẩn. Một trong những đặc điểm lớn nhất của chủng người này chính là hình dáng, với chiều cao khoảng 1m62 và nặng 72kg với nam giới. Mặc dù thấp hơn chiều cao trung bình của tổ tiên chúng ta, nhưng người Neanderthal có bộ xương và cơ bắp chắc khỏe hơn. Sự to con của người Neanderthal có thể được thấy rõ ràng nhất ở hình dáng của ngón tay. Một ngón tay của chủng người này có thể to bằng hai ngón tay của người hiện đại. Họ cũng cho thấy sự thích nghi rất đáng kể với những biến đổi về mặt ngoại cảnh. Từ những tác động của thời tiết, những dấu tích khảo cổ học cho thấy họ có sự hiện diện ở phía bắc của Bỉ ngày nay, nơi có khí hậu rất lạnh. Người Neanderthal là chủng tộc đầu tiên có thể tồn tại trong nhiệt độ của kỷ băng hà. Chính hình dáng cơ thể của họ với cơ bắp lớn và khung xương cũng như xương chậu lớn để giúp họ có thể sản sinh và duy trì nhiệt lượng tốt hơn để tồn tại qua những mùa đông lạnh giá. Một trong những đặc điểm đặc trưng nhất của người Neanderthal chính là mũi lớn với sống mũi cao. Điều đó giúp họ có thể giữ ấm và làm ẩm những luồng không khí lạnh và sinh tồn khi dịch chuyển lên phương Bắc. Bên cạnh những yếu tố về mặt thể chất, một trong những lý do khiến các nhà khoa học ví người Neanderthal như siêu nhân chính là cấu tạo hộp sọ của họ. Nghiên cứu từ tạp chí Proceedings of National Academy of Science, bộ não của người Neanderthal có kích cỡ tương đương với não bộ con người ngày nay và thậm chí là lớn hơn. Mặc dù tồn tại rất lâu trong lịch sử, nhưng người Neanderthal chưa bao giờ có dân số đông. Ở thời điểm cực thịnh nhất, họ chỉ có khoảng 7.000 cá thể sống rải rác. Dù có dân số thấp, nhưng nền văn minh của chủng người này lại có những đột phá đáng kể, phần nào đó đến từ não bộ của họ. Thời kỳ người tiền sử còn ăn lông ở lỗ, người Neanderthal đã biết cách tạo nên những túp lều, bện sợi, đan lưới để làm quần áo và mặc chúng trên người. Trí tuệ của họ cũng giúp người Neanderthal tạo ra những loại công cụ săn bắn từ xương động vật, bên cạnh các loại vũ khí được chế tạo từ đá. Thực tế thì người Neanderthal chính là chủng người đầu tiên có thể tạo ra vũ khí và các loại công cụ từ xương. Những nét văn hóa độc đáo của người Neanderthal còn đến từ cách họ chôn cất tưởng nhớ người đã khuất. Nhiều nhà khoa học cho rằng chính họ là chủng người đầu tiên biết chôn cất người chết, sau đó tưởng nhớ họ bằng những nhành hoa cắm rải rác ở trên mộ. Người Neanderthal cũng là một chủng người đầu tiên có thể sáng tạo nghệ thuật trên các hang động. Những bằng chứng được tìm thấy ở hang El Castillo tại Tây Ban Nha cho thấy điều này, mặc dù nó chỉ là những hình bàn tay xuất hiện ở trên hang động. Ưu việt là thế, nhưng sự biến mất đột ngột của người Neanderthal khỏi dòng thời gian cũng khiến rất nhiều những nhà khoa học phải đau đầu tìm ra câu trả lời. Hàng loạt những giả thuyết được tạo ra chỉ với mục đích duy nhất thỏa mãn câu trả lời vì sao. Sự tuyệt chủng của người Neanderthal xảy ra trong khoảng thời gian 41-39.000 năm trước đây, trùng thời điểm khi người hiện đại bắt đầu xuất hiện ở lục địa Âu Á. Điều đó dấy lên một trong những nghi ngại rằng chủng người này đã có va chạm với chủng Homo sapiens, tổ tiên xa xôi của loài người ngày nay, dẫn đến tuyệt chủng. Những bằng chứng cho thấy cuộc đụng độ này đến từ các cá thể nam của hai loài. Cả chủng Homo sapiens và Neanderthal đều có dấu vết của chấn thương sọ não do bị vật cứng đập vào đầu hoặc bị mũi giáo đâm xuyên ngực.
Nam giới của hai chủng người này cũng có những xương cánh tay bị gãy do thường xuyên dùng tay để đỡ đòn. Một trong những nguyên nhân khác chính là sự vượt trội về mặt dân số. Người Neanderthal chỉ có một quần thể dân số cỡ nhỏ với số lượng cá thể có thể sản sinh ra con cái nằm ở mức 3.000 đến 12.000. Tuy nhiên, do các loại gen có hại và do sự chọn lọc tự nhiên, dân số của người Neanderthal không đổi hoặc tăng đều đặn trước khi suy giảm đến tuyệt chủng. Tỷ lệ sinh đẻ của người Neanderthal cũng ở mức rất thấp, trong khi chủng người Homo sapiens liên tục gia tăng dân số. Điều đó dẫn tới hai hệ quả. Một là họ sẽ bị đồng hóa, và hai là sẽ không thể tồn tại trước một chủng tộc đông dân số hơn trong việc giành thức ăn, địa bàn sinh sống và trở nên tuyệt chủng. Đã có rất nhiều giả thuyết cho rằng người Neanderthal đã có những hôn phối với người Homo sapiens. Như bạn đã biết hoặc từng nghe qua, hôn phối của hai loài đồng nghĩa với việc loài kia sẽ phải đối phó với những mầm bệnh lạ mà loài còn lại đang mang. Các loại bệnh vùng nhiệt đới không gây hại nhiều cho người Homo sapiens nhờ những loại gen giúp họ miễn dịch tốt hơn. Nhưng với người Neanderthal, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Các bệnh nhiệt đới do người Homo sapiens đem lại có phần phức tạp và nặng nề hơn các bệnh vùng ôn đới của người Neanderthal, nên họ biến thành cộng đồng bị thiệt hại. Trong khi các loại bệnh của người Neanderthal đều đã được chủng Homo sapiens, chúng ta thích nghi và tạo ra sự miễn dịch. Điều đó khiến Homo sapiens dần xâm chiếm các khu vực sinh sống, gia tăng dân số, trong khi cộng đồng người Neanderthal dần co lại để rồi hoàn toàn tuyệt chủng trong bệnh tật. Dù vậy, chúng ta có thể thấy những dấu vết của người Neanderthal vẫn đang xuất hiện trong bộ gen người hiện đại ngày nay. Có khoảng 1-2% người châu Âu hoặc châu Á vẫn mang những đặc điểm di chuyển từ người Neanderthal. Chìa khóa trong việc người Homo sapiens đánh bật người Neanderthal trong cuộc chiến tự nhiên chính là nằm ở bộ não. Dù người Neanderthal có bộ não to hơn, nhưng một đột biến gen của người Homo sapiens cho phép tổ tiên của chúng ta phát triển nhiều tế bào thần kinh hơn trong tận vỏ não. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science, mặc dù điều này không có nghĩa rằng người Neanderthal kém thông minh hơn người Homo sapiens, nhưng bộ não của người Homo sapiens phát triển hơn có nghĩa là họ có thể thực hiện những chức năng cao hơn như sáng tạo và truyền đạt thông tin. Tức là họ đã để thua về số lượng, còn người hiện đại tiếp tục phát triển trong một xã hội phức tạp, làm chủ được những thứ công nghệ, truyền lại cho đời sau nhờ khả năng giao tiếp và truyền đạt thông tin từ não bộ. Thậm chí một điều đơn giản nhất cũng ảnh hưởng đến khả năng sinh tồn của hai loài người này, lửa. Một trong bốn nguyên tố hình thành và duy trì sự sống, nhưng người Neanderthal lại không biết cách khai thác sức mạnh của lửa. Các nhà khoa học, khảo cổ học thuộc Đại học Boston đã sử dụng một mô hình toán học để sử dụng mô hình toán học đó để mô phỏng dân số người giải phẫu hiện đại và người Neanderthal. Sự thay đổi khi con người sử dụng lửa, kết quả cho thấy họ hàng người hiện đại sử dụng lửa nhiều hơn so với Neanderthal và nhiều khả năng dân số con người đã tăng nhẹ. Tất cả những yếu tố đó cộng thêm sự thay đổi với môi trường đẩy chủng người Neanderthal vào bờ vực tuyệt chủng. Một trong những điều đơn giản nhất là thức ăn. Nếu như tổ tiên của chúng ta làm đa dạng hóa menu ăn tối bằng những món ăn như thịt, cá, chim với nhiều kiểu cách chế biến để dùng được lâu, người Neanderthal không như vậy. Họ chỉ tìm kiếm những động vật lớn hoặc trung bình, ăn thịt ngay chứ không biết để dành trong lúc môi trường sống ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn. Khi mà những món ăn quen thuộc của họ như voi ma mút, bò rừng, tuần lộc dần bị tuyệt chủng hoặc bị cái lạnh của kỷ băng hòa xóa sổ, đồng nghĩa với việc người Neanderthal cũng không còn thức ăn để tiếp tục duy trì sự sống. Thậm chí việc bị người Homo sapiens đẩy lùi đến những khu vực có điều kiện sống nghèo nàn hơn, khắc nghiệt hơn, biến họ thành những kẻ ăn thịt người man rợ. Hóa thạch của người Neanderthal được tìm thấy tại Pháp cho thấy những bằng chứng rằng họ đã ăn thịt lẫn nhau để rồi tự xóa sổ những đồng loại của chính mình. Rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự tuyệt chủng của người Neanderthal, bởi cho đến nay nó vẫn trở thành đề tài được khai thác rất nhiều. Nhưng nó khiến chúng ta phải đặt ra câu hỏi liệu chủng người Neanderthal vẫn chưa bị tuyệt chủng cùng nhau sinh sống với Homo sapiens trên trái đất này theo một cách hòa bình, thì liệu họ có thể tồn tại cho đến ngày nay? Và liệu người hiện đại, thông qua quá trình chọn lọc của tự nhiên, có thể chắt lọc được tất cả những gì tinh túy nhất của hai chủng loài này để trở nên ưu việt được hay không? Hướng dẫn làm nhiệm vụ của bình luận viên Anh Quân tại WeScan để mua hàng với giá ưu đãi, truy cập vào wescan.vn. Vào trang của bình luận viên Anh Quân, ấn vào phần làm nhiệm vụ tại đây. Sẽ có 5 nhiệm vụ bao gồm nhận quà từ Cake, nhận quà từ ví VNPay, donate tối thiểu 10.000, nhận quà từ Neo và nhận quà từ Tinex. Ở đây tôi sẽ làm ví dụ ở nhiệm vụ donate 10.000. Khi hoàn thành hết tất cả các nhiệm vụ, bạn sẽ được khoảng một khoản tiền nho nhỏ để có thể thanh toán một số mặt hàng hiện có trên WeScan.
Hiện tại, trang của tôi đang có được các gói tài khoản Netflix có thể được mua với giá cực kỳ hấp dẫn. Các bạn hãy nhanh chóng làm nhiệm vụ để sở hữu những gói ưu đãi đặc biệt này nhé.